À, xin chào các bạn học viên, chào mừng các bạn đến với khóa học kỹ năng an toàn bảo mật thông tin cho nhân viên văn phòng. Mình là Tùng, giảng viên của khóa học. Thì như các bạn đã biết là trong cái thời buổi 4.0 hiện nay thì khi đi làm không ai là không có các thiết bị như là smartphone rồi laptop để truy cập vào internet và từ đó chúng ta làm việc, trao đổi thông tin, mua sắm giải trí rồi thanh toán. Đấy, thì chính nhờ có các cái công nghệ như vậy mà thì công việc trở nên hiệu quả hơn. Đấy, tuy nhiên mặt trái của nó đó là cái tính riêng tư, rồi sự an toàn của các loại tài khoản như mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và các cái dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị lộ lọt, bị đánh cắp hoặc là bị mất. đấy thì chính vì lý do đó là mình đã thiết kế khóa học này để giúp cho các bạn có những kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ uh, cho cái dữ liệu và cái tính riêng tư của mình trên không gian mạng. thì sau khoa học các bạn sẽ đạt được một số các lợi ích như sau: thứ nhất là biết cách sử dụng smartphone an toàn, thứ hai là có những kỹ năng để bảo vệ cho máy tính của mình, thứ ba là uh, kỹ năng bảo vệ cho dữ liệu cá nhân hoặc là dữ liệu của doanh nghiệp nơi chúng ta làm việc và thứ tư là những kỹ năng an toàn trên không gian mạng bao gồm là an toàn khi sử dụng các cái mạng xã hội như facebook zalo gmail vân vân rồi an toàn khi chúng ta mua bán thanh toán online và những cái nhận biết những cái sự lừa đảo khi mà chúng ta tham gia vào môi trường mạng cảm ơn các bạn đã tham gia khóa học và chúc các bạn thành công và luôn an toàn trên môi trường mạng internet